Xin chào chị Thanh Mai. Xin chào Hồng Cơm. Không biết là vào dịp cuối năm, đây là cái thời điểm mà đường phố rất là đông đúc. Và chắc chắn trong đấy nếu như nói không hoa thì khéo phải đến 60% là phụ nữ đang đi mua sắm ở ngoài đường. Không biết là chị Mai thì có thuộc tuýp người là thích đi mua sắm cho bản thân hay không? Cứ nghĩ về Mai như thế nào? Nhìn thấy chị Mai trên truyền hình hoặc là qua những cái vai diễn của chị Mai và cái cách mà chị xuất hiện thì phải nói rằng là chị Mai chắc hẳn là một người rất là thích mua sắm quần áo, bởi vì là nhìn thấy chị rất là diện và rất chịu khó trau chuốt phục sức, trang sức cho mình. Mai muốn là luôn có cái hình ảnh thật là tốt khi mình làm công việc, và đôi khi nó cũng làm cho mình cái hứng khởi. Nhưng thực sự Mai không phải là người mà nghiện mua sắm. Đôi khi Mai bị một cái là bị mua sắm riết rồi, đâm mà triệt tiêu luôn cả cái cảm hứng mua sắm của mình. Chương trình Mai làm là hầu như làm hàng ngày nên mới không có giờ nào được, chỉ có nhím chút thời gian lâu lâu được nghỉ 1-2 ngày là vội vàng là bay đi mua một lần. Ví dụ như mình tính là 30 ngày phải xuất hiện thì mua hết 30 bộ đồ. Vì áp lực phải mua cho nó không còn cảm hứng là thích mua nữa. Mua gọi là mua càn quét á, mua để cho đủ để công việc của mình, để nghe mình làm thật việc. Là tội nghiệp, bởi vì thực tế là đúng là nếu như mà không được nghe trực tiếp từ cái suy nghĩ của chị Mai, một cái lời tự sự rất là thật như này, thì mọi người nghĩ rằng là cô này là phải rất là đam mê mua sắm thì mỗi ngày mới có một bộ đồ. Nhưng thật mà sự không phải như vậy, vì mình cũng không có giờ, mà vì công việc thì mình cũng muốn rằng là mỗi lần mình xuất hiện trên truyền hình hàng triệu người xem thì ít nhất mình cũng đem lại cho mọi người một cái niềm vui nho nhỏ. Ví dụ nếu như khách mời là một nhà văn đọc sách của tác phẩm của tác giả, rồi nếu như người ta là đạo diễn thì cũng phải xem phim, hoặc là diễn viên cũng phải đọc kỹ những cái hành trình trong nghệ thuật của họ để mình có thể mình hiểu hết về họ, để mình trò chuyện, truyền tải một câu chuyện, một bức tranh toàn cảnh nhất đến với khán giả. Còn hình thức thì mình cũng cố gắng là có những cái bộ đồ trang sức cho nó lạ tí, chứ nên không phải cái chuyện mua sắm là nên cuối cùng là mình không trong có top đầu. Đúng, nó chỉ nằm chắc là nằm trong top 20 đó. Nhưng chị em mình cũng đều phải thừa nhận một điều, cái việc mua sắm nó là một cái, dùng từ căn bệnh thì nghe cũng nặng nề nhưng mà nó cũng đúng đấy. Có những người bạn của Mai có khi đặt một cái túi hàng hiệu mà phải chờ 1-2 năm mà cứ chụp hẳn cái túi đó trên cái máy điện thoại của mình để mỗi lần nhìn vào để thỏa mãn cái cơn nghiền tới mức độ như vậy. Hoặc là có những người mà thấy cái bộ đồ nào đó mà mê mà mất ăn mất ngủ nhất định phải mua cho bằng được, chứ không phải là đợi để vài bữa nó sale, không có đâu, phải muốn sở hữu ngay. Không chỉ với phụ nữ của Việt Nam đâu mà trên cả thế giới cơ. Vì đây là vấn đề chắc là toàn cầu rồi. Bởi không biết là chị Mai thì có theo dõi không, nhưng mà gần đây thì cũng có những cái số liệu thống kê, có một cái bài viết rất mới thôi khi họ nói rằng là tính ra tỷ lệ phải 50% phụ nữ Anh là nghiện mua sắm. Nó tương đương với một con số có khi phải gần 20 triệu người. Gần đây chẳng hạn như ngày Black Friday, có nghĩa là ngày thứ sáu đen á, là cái ngày đó giảm giá đến mức không có lãi hoặc là dưới giá vốn nữa của các hãng thời trang, nó thành một cái trào lưu rồi. Và đâm ra phụ nữ là chỉ trông chờ đến ngày đó, và mới thấy bao nhiêu cái cảnh xếp hàng từ sáng sớm. Rồi khi mà cửa hàng vừa mở là bắt đầu lao vào như tên bắn. Rồi chưa kể là vừa rồi cũng có những cái hãng thời trang mà họ kết hợp với cái những nhà thiết kế lừng danh, mà những nhà thiết kế đó trước đây thì thường là thiết kế cho những bộ quần áo phải bán trên dưới 10, 20, 30 ngàn đô. Khi kết hợp với cái hãng gọi là trung cao này thì họ sẽ để cái giá rất là thấp, chừng vài trăm đô thôi, để sở hữu bộ đồ với cái tên tuổi nhà thiết kế đó với cái giá như vậy thì phải nói thật sự là không thể tưởng. Nên mọi người chỗ trên toàn thế giới coi như là xếp hàng từ mấy giờ sáng để mà có thể sở hữu được những bộ trang phục như vậy, thì mới thấy thật sự là cái niềm yêu thích mua sắm nó cũng mãnh liệt, tiềm ẩn mãnh liệt ở trong nhiều con người của chúng ta nữa. Những hình ảnh quen thuộc trong ngày giảm giá lớn nhất dịp cuối năm, Black Friday, ngày thứ sáu đen. Cuối năm chẳng hạn, vào những cái dịp mà người ta nói rằng là đồ đang sale, đang hạ giá, chị có tin vào tất cả những cái điều đấy không? Tin chứ. Thực ra mình nghĩ rằng là các hãng họ làm cũng đàng hoàng thôi. Bình thường cái giá đang 10 đồng họ sale thì họ phải sale thiệt, họ phải giảm giá thật chứ không phải họ tăng lên họ sale. Đó là mình nói những cái hãng mà mang tính chất quốc tế, rồi có những cái chuỗi cửa hàng cái uy tín của họ lớn lắm thì mình vẫn tin. Nhưng mà thực sự ra mình mới nói, có bên nước ngoài á, cái cách mà để họ lấy tiền của mình nó hay lắm, họ chỉ không cư. Mình có xem trên truyền hình chẳng hạn, họ giới thiệu về một cái sản phẩm nào đó, họ bảo bình thường nó là 300 đô la nhưng bây giờ chỉ còn có là 199 đô la, mà bạn còn được tặng thêm bao nhiêu tiền nữa, cộng
quà tặng, bạn không có gì để mất, hãy đến với chúng tôi ngay. Họ làm cho mình cảm thấy rất là, mình rất là hời. Vâng. Cái giá rất là thượng đế khi mà mình mua sắm. Bởi vì được giảm giá này, còn được tặng quà này, còn được trả lại hàng nếu như mình mong muốn này, rồi còn được nhiều thứ khác nữa. Chị Hồng Cư biết hôm nay vừa hôm tối hôm qua vừa đi lang thang ở trên góc phố ở Hà Nội, lại thấy một cửa hàng ghi rằng là đổi trả trong vòng 30 ngày. Mình nói wow, một cái bước tiến rất là hấp lớn thu một vâng. cái văn hóa mua bán ngoài của Mỹ vâng. đã được quyền đổi trả trong một khoảng thời gian nào đó, nghĩa là thậm chí là trả luôn. Nhiều người mua về xài, thậm chí đi rồi mà cái đôi giày là đau chân quá, đến trả hãng vui vẻ trả lại tiền. Đó là lý do tại sao mà kích cầu kinh khủng, vì phụ nữ thấy rõ ràng chúng ta chẳng có gì để mất, hoặc là chúng ta được một bộ đồ hay là một cái sản phẩm mà chúng ta cực kỳ yêu thích, hoặc là chúng ta lấy lại tiền của chúng ta. Nói gì thì nói, cái chuyện mua sắm đương nhiên nó có mặt rất tích cực. Thực sự ra là mua sắm nó cũng là một cái rất là tốt. Đầu tiên mà nói về cái vĩ mô sơ rộng rộng một tí thì nó kích cầu. Đất nước Mỹ là đất nước mà mọi người mua sắm rất là nhiều, mặc dù có thể họ sử dụng vốn credit là cái vốn mà cái tiền mà không phải của họ từ ngân hàng, nhưng mà họ vẫn tin rằng ngày mai họ sẽ vẫn kiếm được tiền để họ trả những cái chi phí của họ, và họ được sở hữu ngay từ hôm nay, tại vì họ không ngăn chặn trước cái niềm cảm hứng của họ, cái niềm được tận hưởng cuộc sống, tận hưởng được cái sự văn minh của xã hội. Và đồng thời chính cái sự kích cầu đó cũng làm cho cái nền kinh tế của Mỹ phát triển. Vậy một cái xã hội tiêu dùng, xã hội tiêu dùng thì nó xoay xoay từng tự một số tiền mà cái người bán họ thu được, rồi họ lại trả lại cho công nhân, đồng thời họ trả cho nhà cung cấp, rồi nhà cung cấp lại trả lại cho những người nhuộm. Nông nghiệp lại phát triển, rồi nông nghiệp khi người ta phát triển rồi, người dân họ lại có tiền để họ lại mua sắm thêm, nghĩa là cả một cái xã hội nó thể hiện một sự phát triển vòng của một đất nước như vậy thì cũng là rất là tốt đấy. Trong quan điểm ở góc nhìn của chị Mai thì nó đã được mở rộng ra, nó lại trở thành một cái vấn đề lớn nữa của xã hội, chứ nó không dừng ở mỗi cá nhân con người. Chị là người không phải nghiện mua sắm rồi, thế nhưng mà chị có quan sát và có lý giải một cái điều gì đó liên quan đến cái thú muốn mua sắm, nghiện mua sắm của chị em phụ nữ không? Mai cũng không rành lắm, nhưng mà có đọc cái thông tin của nhà khoa học cũng phân tích rằng là trong những cái thẻ tín dụng mà thường họ tiêu dùng khi mà quá nhiều thì lúc đó có thể tâm trạng của họ đang có những cái chuyện mà không vui lắm, nên họ muốn cân bằng lại bằng chuyện mua sắm. Nếu chỉ là ở mua sắm ở một cái thói quen bình thường, hoặc là khi ta vui, ta có một khoản tiền, ta có thể đi mua sắm, hoặc là ngay cả khi ta buồn, cần có một cái xả stress thì ta đi mua, cái đấy nó cũng tôi nghĩ là bình thường thôi. Nhưng mà nó sẽ không bình thường nếu như trở thành một con nghiện mất ăn mất ngủ, giống như người bạn của chị Mai mà nói rằng là chờ đợi cả năm để có một cái túi, mà có khi là hoàn toàn là tâm hồn là bị gói trọn vào cái túi đó rồi. Đấy, đầu tiên thì phải phân định thế nào là chúng ta nghiện mua sắm. Người ta cũng có phân tích rất là nhiều, chẳng hạn những người nghiện mua sắm là những người mà có thể vay mượn để mua sắm này, thậm chí là nhịn những cái chi tiêu trong gia đình cần thiết để mua sắm này, hay là thích đi mua sắm một mình để tránh bạn bè ngăn cản khi mà chúng ta mua quá đà, hoặc là mua cả những thứ không cần thiết miễn là nó giảm giá. Ngân sách của chúng ta có giới hạn mà chúng ta phải vay mượn này, rồi phải nợ trước nợ sau này, phải lấy cái phần mà đáng là chi tiêu thiết thực thì lại để cho cái việc mua sắm, thì cái đó là mình cũng nên cố gắng là hạn chế lại. Vì mày biết là có nhiều người á, người ta bị nợ nần rất là nhiều, mua sắm để giảm stress, nhưng mà cuối cùng lại bị nợ nần để vì mua sắm thì cuối cùng lại stress nặng hơn, cuối cùng là đi vào cái vòng luẩn quẩn. Thế là có nhiều cái lời khuyên, chẳng hạn chúng ta dùng một tiền mặt thay vì dùng thẻ. Tại vì nếu mà dùng thẻ nhiều quá thì chúng ta không thấy được cái số tiền mà chúng ta chi ra. Quẹt có, không cả thẻ. Đúng rồi, có khi 100 hay là 1 triệu hay là 10 triệu thì cũng chỉ là quẹt cái nào một chữ ký như nhau. Chúng ta không thấy cái sự sột soạt đếm ra quá nhiều để chúng ta cảm thấy sót. Tôi cũng vừa mới đọc thôi thì thấy nói rằng là người ta khuyên phụ nữ Anh vào cái mùa sale off, tất cả các cửa hàng bán tống mân háo ấy, nên ở trong nhà không nên đi ra ngoài đường. Rồi có thể là gửi thẻ tín dụng của mình cho một người khác giữ. Biết là liệu những cái cách như vậy thì nó có thực sự là hữu hiệu đối với cả người phụ nữ không chị Mai? Đối với những người nghiện mua sắm, đôi khi họ mua món rẻ, họ vẫn nghĩ rằng họ đang tiết kiệm cho gia đình đây. Thay vì tôi mua món này 10 đồng, tôi mua còn có 5 đồng, tôi quá tiết kiệm. Tôi là người đáng tự hào. Có khi là mình có những suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều là chúng ta phải cân nhắc xem cái món đồ đó chúng ta có thật sự là cần thiết hay không, hay mua về vì rẻ,
mà nếu mà rẻ mà không dùng thì hóa ra thành đắt. Phải lên kế hoạch ngân sách trong một tháng chúng ta có bao nhiêu tiền đây, và chúng ta sẽ chia ra bao nhiêu phần. Phần thứ nhất là phần sinh hoạt, ăn uống này, sức khỏe này, rồi có những cái phần lễ Tết hay là đám cưới này kia của bạn bè, rồi còn một phần nữa là có thể làm từ thiện. Ví dụ như nhiều người họ chia ra nhiều phần nhỏ khác nhau, và như vậy chúng ta sẽ có những cái phần gần như mua sắm mà chúng ta cố gắng là gói ghém trong cái phần đó. Khi mà chúng ta mua thì chúng ta cũng sẽ phải gạt đầu dòng những gì ta cần mua, và nếu như quá cái mức mà trong cái khoản ngân sách chi tiêu thì chúng ta sẽ cân nhắc là cái nào đi mua trước, cái nào đi mua sau. Thì mày cũng nghe những lời khuyên như vậy. Có những câu chuyện mà có thể chúng ta kể ra ở đây nó cũng là một cái lời khuyên hoặc là một cái sự cảnh tỉnh nào chăng. Câu chuyện tôi đọc trên mạng thôi, một cô bé sinh viên còn đang phải đóng tiền học cho những năm tới, mới là năm thứ 2 thôi, nhưng dùng một cái điện thoại, một cái smartphone mà trị giá tới 20 triệu, nó phải tương đương với cả một cái năm học của cô bé đó. Thì cái sự nó không phù hợp như vậy nó cũng sẽ dẫn đến rất nhiều những cái khó khăn cho gia đình. Và cái lời tâm sự này thì hoàn toàn tôi lại đọc được từ lời một người mẹ mà còn đang phải rất là vất vả lao động kiếm sống hàng ngày. Nếu chúng ta mua sắm từ chính cái lao động của chính bản thân mình thì hoan nghênh thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta lại thỏa mãn cái yêu thích của mình mà để cái gánh nặng lên vai của người khác thì mình nghĩ cái đó là chúng ta cũng cần phải xem lại. Đôi khi là những người mà thu nhập có 6 triệu thôi thì họ sẽ nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ tôi hạnh phúc bằng cái ông hoàng, một cái đồng hồ lớn hơn, to hơn, đắt tiền hơn chẳng hạn. Nhưng thực ra không phải đâu. Mai nhớ lại bản thân Mai, năm Mai mới có mười mấy tuổi đã đi làm người mẫu thời trang và được lãnh là 150 ngàn. Đầu tiên mình đi mua ngay cái đồng hồ Rado. Mai nhớ rằng cái cảm xúc hưng phấn, cái niềm vui đó nó cũng bằng như bây giờ mình mua những thứ vật chất nó giá trị hơn nhiều, và mình thỏa mãn trong cái niềm đam mê, trong cái khía cạnh, trong góc nhìn của mình. Thành ra cũng đừng nghĩ rằng tôi mua cái đồ nhỏ chắc tôi hạnh phúc kém người kia, không phải vậy đâu. Mà thậm chí cái sự thừa mứa quá mức thì nó cũng triệt tiêu đi cả cái niềm đam mê nữa, bởi vì sở hữu quá dễ dàng nó cũng không còn là cái động lực phấn đấu. Vâng, rất là hay, rất là thú vị khi mà câu chuyện của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, khi bắt đầu bởi một cái chủ đề là mua sắm, thì chị Mai lại đưa chúng tôi đến một cái triết lý khác trong cuộc sống, đấy là sự phù hợp. Câu chuyện của chị Mai có thể coi như một lời kết trong buổi sáng hôm nay. Rất là cảm ơn chị Thanh Mai đã dành những thời gian như vậy cho chúng tôi trong buổi sáng với những cái cuộc trò chuyện như thế này.